Jolip Rejuvenation, siêu phẩm trẻ hóa da tầng sâu, đột phá nhất 2024. 60 phút thực hiện, nâng cơ toàn diện, trẻ hóa tối đa, hồi sinh làn da, sạch khuyết điểm, tiếp nối hành trình tiên phong, nâng tầm nhan sắc Việt bằng các dự án hợp tác quốc tế. Vừa qua, CEO Ngọc Dung cùng đoàn chuyên gia thẩm mỹ cấp cao đã có chuyến công tác tại hội thảo thẩm mỹ quốc tế chống lão hóa toàn cầu diễn ra tại Thái Lan. Tại trụ sở Chùa Vàng, đoàn chuyên gia không chỉ hoàn thành khóa huấn luyện chuyên ngành chuyên sâu, tham dự các hội thảo nâng cao năng lực xác nhận các bệnh lý về da, cách thức ứng dụng các hoạt chất đắt giá nhằm mang lại hiệu quả làm đẹp vượt trội, từ đó mở rộng nghiên cứu và cho ra mắt siêu công nghệ trẻ hóa Jolip Rejuvenation, được mệnh danh là siêu phẩm của ngành thẩm mỹ đương đại với tác động kép của hai công nghệ tiên tiến Golden Finger và siêu dưỡng chất Cellbosolip, mang lại hiệu quả vượt trội trong việc nâng cơ trẻ hóa và cải thiện làn da. Công nghệ Golden Finger với sự kết hợp hoàn hảo giữa chức năng kích thích cơ điện EMS và ánh sáng hồng ngoại IR với khả năng cảm biến tự động tiếp xúc với làn da. Công nghệ giúp kích thích sản sinh và tái tạo tế bào mới, giúp các thành phần của Cellbuster thẩm thấu sâu và hiệu quả nhanh gấp 5 lần. Trong quá trình điều trị, Golden Finger còn kích thích sản xuất collagen tự nhiên kết hợp với hàm lượng collagen và HA dồi dào từ Cellbuster, giúp da săn chắc và đàn hồi tức thì. Ngoài ra, EMS và IR còn tạo hiệu ứng nâng cơ cộng hưởng với các peptide và dưỡng chất từ Cellbuster nuôi dưỡng sâu, mang lại làn da săn chắc, mịn màng. So với các công nghệ trẻ hóa hiện hành, Jolip Rejuvenation còn ứng dụng kỹ thuật Fining Technique giúp các Cellbuster Lip nâng tầng mặt giữa chỉ với 2 điểm. Các sợi collagen tăng sinh cực mạnh với công nghệ CSIC thông qua 5 loại amino acid, HA và các loại vitamin, góp phần làm mờ nếp nhăn, nuôi dưỡng da sáng khỏe, mịn màng, căng bóng. Trải qua hơn 75 công bố được chứng minh lâm sàng, hàng ngàn cuộc khảo sát với tỷ lệ hài lòng về hiệu quả lên đến 99%, cùng sự tin tưởng đồng hành kiểm chứng của loạt doanh nhân chính khách giới thượng lưu, Jolip Rejuvenation chính thức chiếm lĩnh vị trí độc tôn trong ngành thẩm mỹ, mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực nâng cơ trẻ hóa. Đặc biệt, công nghệ chuyển đổi tần số tự động từ 500.000 đến 1 triệu lần trên giây với giải năng lượng cao và tần số cực ngắn, nhắm tới mục tiêu chính xác 100%, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến các mô da khỏe mạnh. Siêu công nghệ Jolip Rejuvenation phát triển đột phá trong ngành thẩm mỹ đương đại, độc quyền tại thẩm mỹ viện Ngọc Dung.